Đây là bức thư kêu cứu của một bé gái 13 tuổi bị lừa sang nước ngoài làm việc. Sau khi bị đưa qua nhiều nước, bé gái này bị đưa vào đặc khu Bò Kẹo ở Lào, bị bóc lột sức lao động từ 13 đến 18 tiếng mỗi ngày đến kiệt sức. Còn nam thanh niên này vì tin vào hứa hẹn làm công việc máy tính, việc nhẹ, lương cao nên đã sang Lào làm việc. Sang đến nơi, đúng là làm công việc máy tính, nhưng hàng ngày phải tạo các tài khoản mạng xã hội rồi kết bạn, dụ dỗ các nạn nhân nhẹ dạ mở gian hàng ảo trên không gian mạng mà thực chất đây là chiêu trò lừa đảo. Người ta mở gian hàng ra rồi, bán một cái ghế chẳng hạn, có một người khác và sẽ mua 10 ghế đấy. Khi bên đấy nạn nhân sẽ phải bỏ 10 cái ghế số tiền đấy ra để cho bên này nhận. Người mua đấy sẽ là bên công ty người ta tạo ra để đi mua của khách hàng đấy, của nạn nhân. Những cái mặt hàng đấy sẽ không bao giờ chuyển được đến tay người tiêu dùng ạ. Người lao động mới sang sẽ được các đối tượng hướng dẫn các mánh khóe, tạo các tình huống để lừa đảo nạn nhân trên không gian mạng. Các chiêu trò không giống nhau, khi thì gọi điện giả làm công an, lúc thì tặng quà hoặc rủ góp vốn đầu tư. Từ nạn nhân, bất đắc dĩ họ lại trở thành kẻ lừa đảo. Người ta nói là 5-6 nghìn tệ, chứ mỗi tháng anh lừa được tiền anh mới có tiền, còn không là anh cứ làm gì hoài là anh không có tiền đấy. Người ta không có trả lương cho anh. Còn muốn về thì có được không? Muốn về thì họ nói là muốn về thì người ta không có, họ không trả hộ chiếu, còn muốn về thì bảo người nhà gửi tiền qua. Nhu cầu tìm việc làm chính đáng của nhiều người đã trở thành miếng mồi béo bở của những kẻ lừa đảo. Với chiêu bài việc nhẹ lương cao, nhiều người đã tin tưởng xuất cảnh ra nước ngoài mà không biết mình sẽ làm công việc gì. Khi không làm được việc thì các đối tượng có thể là sử dụng cưỡng bức đánh đập để làm cho người đó phải làm được việc và phải làm theo cái ý định của các cái đối tượng trong công ty. Thời gian qua, rất nhiều nạn nhân bị lừa đảo ra nước ngoài làm việc với chiêu bài việc nhẹ lương cao đã bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập nếu không làm được việc hoặc đòi tiền chuộc nếu muốn trở về. Lúc đầu thì các đối tượng đáp ứng rất đầy đủ các cái nhu cầu đấy, cho các cái công dân của ta. Đấy, thế nhưng sau đó thì bắt đầu mới đưa dần đối tượng đi. Có những cái vụ là được mua bán qua rất nhiều địa phương, qua nhiều người. Thế mà cuối cùng ấy là cái bản chất của nó vẫn là bóc lột sức lao động, vẫn là lừa đảo. Chứ còn không có cái việc là đi làm cái việc nhẹ lương cao. Trong gần một năm qua, chỉ tính riêng lực lượng biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã giải cứu, tiếp nhận 19 nạn nhân bị lừa đảo ra nước ngoài làm việc. Cơ quan chức năng khuyến cáo người có nhu cầu tìm việc làm cần tìm hiểu kỹ công việc và công ty tuyển dụng để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo việc nhẹ lương cao.